này lần lấy mũ thứ nhất thứ hai à? Đây thứ hai đây, độ thứ nhất đây, thứ hai đây. Năm nay làm dưới mì cạ luôn hả? Dưới đấy cho nó dễ thao tác. Thì năm ngoái là vườn này làm rồi đúng không? Làm rồi. Dưới mì cạo thì năm nay chắc mì cạo làm rồi. Còn bà con nào có ác khí là tuyệt đối là không làm dưới mì cạo nữa. Mì cạo mình chỉ mới làm được trong vòng khoảng một năm hoặc là đang cạo truyền thống là tuyệt đối là không làm gì đó. Đây là vết khoan trên da cây tái sinh, lượng mũ của lần thứ hai. Đây là cái hàng bìa của cái lô cao su. Thì mình thấy là cái này dùng nắp và không có một cái nắp nào nó bị rớt xuống hết, có nghĩa là cái này nó bám vô thân cây. Nó cái tiết diện này nó vừa đủ để cho nó cái nó không có lượng hứng cái lượng gió nhiều, nó giúp cho cái nắp nó không bị bay. Và đồng thời cái chiều cao của cái nắp mình làm vừa phải thôi, để mình lấy từ 1 đến 2 hàng là cùng, mình tránh trường hợp mà làm quá cao để mà bà con làm biến không có dời thì làm cho cái sản lượng nó sẽ bị ảnh hưởng và cái da cây nó không đủ thời gian nó phục hồi. Đây là hàng bìa và cái địa hình là rất là dốc nha, nên gió ở đây tốc lên nó là khá là lớn, nhưng mà sử dụng cái này không có một cái nào nó bị tình trạng là nó bị hất ra khỏi thân cây cả. Đây là phương pháp sử dụng nắp chung với ống, mình có thể là dùng ống dẻo hoặc là dùng ống hút gì đều được hết. Dùng ống dẻo thì mình tái sử dụng được, còn dùng ống hút thì mình làm một lần xong mình bỏ. Thì tùy bà con ai thích cái dạng nào thì mình làm vậy đó. Nghĩ sao nó đạt được cái hiệu quả và nó làm đúng theo cái quy trình phương pháp là được. Địa hình rất dốc nha. Địa hình gần như là dốc thẳng xuống. Rất là cao. Nhưng mà không có một cái nắp nào bị bay hết từ lúc mà sử dụng đến bây giờ. Và khi mà cái ống dẻo nó được che chắn như thế này á thì cái lượng mũ nó chảy ra nó cũng sẽ nhiều hơn, nó tránh cái trường hợp mà bị gió thổi nó bị gió mà nó làm cho cái mũ ở ngay cái đầu ống dẻo nó đông lại á, thì cái việc nó sẽ chậm ra mũ hơn. Nên cái nắp này nó có rất là nhiều tác dụng tốt. Đây, bây giờ mình sẽ xem cái thao tác phúc mũ sử dụng cái nắp này như thế nào. Cái vườn dốc này cũng hơi khó em nhỉ. Đi hơi mệt thế này. Đi hơi là hơi. Thao tác cái này nó cũng đơn giản thôi. Cái lô này hồi tối hôm qua là bà bầu khoan hay là em khoan? Vừa em khoan. Bà bầu khoan luôn. Bầu 7 tháng vẫn đi khoan lấy mũ được bình thường với cái địa hình rất là dốc. Mình làm ban ngày nên nó cũng an toàn hơn là ban đêm. Làm ban đêm thì dễ bị giật chân té, rồi rắn rết nó đi sang màu rồi ban đêm nó nguy hiểm. Cầm luôn cái nắp này lên thì là mình chút mũ như này nó mình đỡ cái cong đỡ phải bỏ cái xô xuống rồi. Như trước anh hướng dẫn là đây tay này là mình hất lên như này xong đấy là mình đổ mũ rồi xong đấy lại mất công lại cầm cái này lên nắp lên lại đậy lại thế là nó thao tác mình giữ luôn thì em phải có cái dây dài chút nữa đấy cái dây dài chút cái này chỉ được một hàng đầu tiên thôi. Hàng thứ hai là phải đặt cái xô xuống do mũ nó nặng. Sức ai mà nhấc cả cái xô mũ hơn chục ký mà trên tay đi một quãng đường dài được. Từ nửa xô đầu là đổ mũ rất nhanh.
Nửa xô cuối là hơi chậm. Thì mình làm cái dây cho nó dài dài, mình vẫn vừa cầm vừa xúc được mà. Ừ, cầm dài dài như này nhỉ. Đấy, như này dài hơn tí nữa là thoải mái. Có cái dây nó dài hơn chút. Nên đúng là thực tế chỉ có nhà vườn họ làm họ mới cảm nhận được thôi. Thôi cái như thế nào là phù hợp. Ui cây này thì mù ít quá. Tại vì mỗi cái cao su làm số lượng có hàng ngàn, hàng vạn, nên cái việc tiết kiệm bất cứ một cái một dây một khắc nào á thì nó cũng tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Nên mình sẽ làm theo cái cách nào tiết kiệm thời gian nhất cho mình. Và tùy thuộc vào sức khỏe trong cán của mình đó. Như đợt này đổ nó nhàn chứ. Đợt trước là chắc nó mũi nhiều đúng không? Năm ngoái là đổ là nó mà tăng mũ lên đến hơn 3 tạ một lô là thua đó. Coi như là đổ mũ đi bán mũ về xong cái sụi luôn. Cái này thì khí chắc không vào rồi. Bị lỗi cả rồi. Bị ôi giời ơi. Đấy. Chắc là lúc gắn vô không để ý này, lúc bơm cây không bơm có khí luôn. Là không ra mủ luôn này. Cây không có khí là không có mủ. Nghĩ rồi sút cái đầu này từ cái thời nào chứ. Đúng là không có khí, không có mủ thật. À, cái này cũng có tí này, chắc cũng bị lỗi hay là trước chưa bơm. Chưa có mấy cây vùng này chưa bơm. Dốc kia. Ở đây có một cây. Mỗi đầu là 700 cây là mình được bao nhiêu anh vua người ta? 600 cây. 98 cân. Ồ. Giá này chắc nó chả giảm bao nhiêu đâu. Thì tính ra là cái mở miệng lần đầu tiên là nó bằng cái cào truyền thống là xả miệng nhát mấy ta? 600 cây mà chín hơn 90 cân là chắc là xả miệng chắc bằng nhát thứ 6 thứ 7 à. À. Này hai ba cây đến đường bán mũ rồi. Đây, mũ khoan thứ hai là thay can này đầy rồi. Còn một can kia nữa. Vậy được 3 can chứ. Hay là có một can khác rồi. Trên một con. À ở trên kia một can. Vậy là mũi hai là hơn 3 can rồi. Trên kia là can đầy luôn hả? Can đầy. À kia đầy rồi. Ở nhát này đợt pha này là lời ra cái can này. Nó được thêm cái can này. Hơn được hai trước. Đợt trước là được can này với can này với can trên. Thì sau một năm em làm á, em thấy những cái điều mà anh chia sẻ trên mạng á, những cái thực tế nhà vườn sử dụng mà dưới sự hướng dẫn của anh á, thì em có tin đó là sự thật. Thì bây giờ chắc là trải nghiệm rồi đúng không? Trải nghiệm rồi. Thì năm sau là sản lượng cao hơn năm trước đúng không? Đúng chính xác. Sai. Thì trước khi em làm em khoan lấy mũ mà lúc đó em tự em tìm hiểu và sau khi mà em tiếp cận được trao đổi với anh đó thì em cảm thấy là cái kiến thức mà nếu mà làm đúng cách á thì em thấy là nó như thế nào giống như trước đó em tự em tìm hiểu thì so với bây giờ em biết được những cái kỹ thuật rồi thì em thấy nó như thế nào, nó có khác nhau nhiều. Trước chưa xem qua cái kênh của anh ấy là làm là theo những cái video mà bên Thái Lan này hoặc là ở bên Indo nó cũng có. Để mò và kiếm cũng thấy. Với lại những cái đơn vị khác thì làm là hầu như là nó trục trặc. Mũ là nó không đều trong các tháng. Đấy, và mình lấy mũ ấy tăng giảm nó thất thường về phần độ. Và các nhà phân phối mà phân phối cái hàng này của đơn vị khác ấy, người ta trả lời những cái câu hỏi mà không thỏa mãn mình. À. Không thỏa mãn được.
hỏi những câu hỏi về lĩnh vực mủ, tại sao nó không ra là thua. Người ta cứ bảo làm không đúng phương pháp ấy, bảo về vườn tôi cầm tay tôi chỉ việc tôi, người ta không tới. Đấy, lại thế cơ. Thì sau khi mà trao đổi về vấn đề kỹ thuật với anh thì em thấy là cái lượng kiến thức em tăng đáng kể không? Về phương pháp này. Và những cái điều mà anh chia sẻ về kỹ thuật đó, em thấy là nó mới lạ không? Mới hơn người ta nhiều, với lại chuyên sâu hơn. Nó khác hẳn đúng không? Và thực tế hơn. Và chính bản thân em làm theo là thấy nó cái sự hiệu quả của nó. Đúng y như là lời nói trên video. Nhưng mà trên video thì chỉ chia sẻ cái hiệu quả thôi, còn cái cách làm như thế nào á thì đôi khi cái thời lượng và cái cũng khó mà trình bày được. Tại vì nó còn tùy thuộc vào cái sản lượng của em như thế nào, thì từ đó anh mới thu thập và anh sẽ tư vấn cái cách mà tối ưu hóa, cái tối đa hóa cái sức của cây, nhưng mà không làm cây ảnh hưởng về cái sức khỏe của nó, không làm cây nó bị giảm sức hoặc làm kiệt. Thì sau khi mà em nắm được cái kỹ thuật mà anh hướng dẫn á, thì em hiện giờ chẳng hạn ví dụ em chắc chắn là em làm 10 vườn, hướng dẫn 10 vườn thì hoặc là em làm trực tiếp 10 vườn thì là hiệu quả hết 10 vườn không? Chắc chắn là hiệu quả hết rồi. Đến bây giờ thì vườn nào cũng làm được. Ví dụ như là khoảng cỡ 100 vườn làm đi thì bảo đảm luôn cả 100 là thành công. Thì anh Dũng là mình đã chia sẻ gần như là hết cái kiến thức của mình về cái phương pháp khoan lấy mủ, là nắm được tất cả các trường hợp và cách làm sao để tối ưu hóa cái lượng mủ mà cao su có thể cung cấp cho mình. Thì mọi người có thể là liên lạc anh Dũng, giống như là hiện giờ anh Dũng là giống như mình, tất cả những cái gì mình biết thì anh Dũng cũng biết, thì anh sẽ là thay mặt mình ở khu vực Sa Mộng Đăng Hà đúng không? Đúng rồi. Là để hướng dẫn mọi người, nếu mọi người cần một cái người hướng dẫn kỹ thuật mà làm sao cho hiệu quả thì có thể liên hệ anh Dũng. Em đọc lại số điện thoại cho bà con nào. 0389 063 035. Và cái khí mà áp dụng cho cái phương pháp này á, nó cần phải là một cái khí chất lượng chuẩn, thì bên mình là Vườn Xanh Tốt là đơn vị cung cấp đầu tiên cái phương pháp này tại Việt Nam, và đúng phương pháp và có là khoa học, có nghiên cứu chứng, có nghiên cứu một cách nó tương đối bài bản và khoa học, và cái khí nó đúng chất lượng thì mang lại hiệu quả cho người sử dụng. Thì bà con nào muốn đổi khí của đơn vị mình á, của bên Vườn Xanh Tốt, để đảm bảo cái chất lượng khí và đảm bảo cái năng suất cho bà con, và qua đó mình cũng sẽ hỗ trợ cái phần kỹ thuật để bà con làm sao cho hiệu quả, thì có thể là liên hệ anh Dũng hoặc là một địa điểm đổi khí. Nó nằm ở khúc nào ta, khúc đó là chỗ nào? Thôn 6 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đó, thì có thể liên lạc ở đó để mà đổi khí hoặc là đổi khí tận nơi cũng được. Xin chào và cảm ơn mọi người. Với lại cho anh hỏi là em thấy là cái phương pháp mà làm áp khí á, nó thực sự là một cái phương pháp khoa học hay là nó chỉ là một cái phương pháp bình thường? Áp khí này là phương pháp khoa học. Theo em nghĩ thì những cái người giống như năm vừa rồi ra bán á, tự sản xuất, tự bán á, thì họ có trình độ mà họ hiểu được cái phương pháp này và họ ứng dụng không? Qua em tìm hiểu ấy, chính thức đi đến tất cả các nhà, các hộ dân mà làm những cái phương pháp mà áp khí mà của các đơn vị khác ấy, thì hỏi người ta thì người ta trả lời là người bán hàng ấy chỉ nói trên lý thuyết về cái trên về mặt bàn sách vở thôi. Đấy, không nói chuyên sâu và không thực tế, chỉ cần nói theo người khác thôi. Các hộ dân người ta phản ánh như thế, và thật chất là cầm tay chỉ việc chỉ có đến bán hàng cho người ta và chỉ cho người ta sơ sơ một lần một rồi xong ấy là bỏ đi mất hút. Khi mà cây người ta gặp vấn đề về lĩnh vực mà tăng mủ hoặc là giảm mủ hoặc là cây không ra mủ là điện liên lạc là các đại lý nó không hỗ trợ nữa, lúc đấy là bỏ luôn đấy. Thì họ chỉ nói, có phải họ chỉ nói những cái câu chung chung là tăng khí giảm khí nhưng mà không nói cái
tăng giảm bao nhiêu như thế nào, đúng không? Thì nếu mà cái phương pháp này em thấy là tăng giảm tầm khoảng vài ml là nó cũng có tác dụng rất là lớn rồi, đúng không? Đúng rồi. Nên cái việc tăng giảm khí và cái việc điều khiển cái độ mủ là cái việc độ rất là quan trọng trong cái phương pháp này để là tối ưu hóa cái năng suất, mang lại cái hiệu quả thực sự. Thì em thấy có đơn vị nào hoặc là ở Bù Đăng đơn vị nào mà có thể làm được cái điều đó mà có hiểu sâu về cái kiến thức chuyên môn về cái này không? Cái đấy thì chưa, em chưa thấy đơn vị nào làm chuẩn hết. Thì bà con nào cái cấp bên mình sẽ triển khai để cho mà chẳng hạn những người hay mặt mình làm kỹ thuật ở khu vực đó là họ sẽ theo dõi về cái sản lượng mủ, cái độ mủ của bà con và sẽ ra một cái bảng và cái hạn như là bà con cứ nhắn cái sản lượng mủ, độ mủ và cái số khí mà bơm và cái lần lấy mủ hướng máy, thì cái người đại diện kỹ thuật của mình sẽ phân tích và sẽ tìm ra là cái bà con nên khoan cái mũi tới thứ bao nhiêu và bơm cái lượng khí như thế nào để tối ưu hóa cái năng suất của cái vườn của mình và tránh trường hợp cây bị kiệt sức và bị giảm mủ. Rồi đó, thì cái được.